Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày 27 tháng 4, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Nông phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, đồng lòng thi đua xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng văn minh và phát triển. Phát động bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Hai người bị bỏng vì trúng bom xăng của nhóm người lạ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, 27 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Năm 2022, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả triển khai thực hiện 11 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chủ yếu năm 2022, có 7 nhóm chỉ tiêu vượt và 4 nhóm chỉ tiêu đạt so với kế hoạch. Với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Phát huy những kết quả đạt được, Đắk Nông đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, đồng lòng thi đua xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng văn minh và phát triển với 5 nội dung, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Kết luận tại hội nghị giao ban công tác tôn giáo diễn ra vào sáng nay, 27 tháng 4, đồng chí Điểu Cờ Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Đắk Nông đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của những tháng đầu năm 2023. Thời gian tới, ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của các cấp, ngành liên quan đến công tác tôn giáo. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm trong hoạt động tôn giáo tại địa phương, không để kéo dài, gây khó khăn trong công tác xử lý. Cùng với việc chú trọng kiện toàn ban chỉ đạo, cán bộ làm công tác tôn giáo, các địa phương quan tâm phát triển đảng viên trong vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số. Sáng 27 tháng 4, tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Giờ Lấp, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tại lễ phát động, lãnh đạo ngành y tế Đắk Nông kêu gọi các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị liên quan, địa phương tổ chức diễu hành, cổ động, hưởng ứng lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 và tuyên truyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên các tuyến đường của huyện Đắk Giờ Lấp. Công an huyện Tuy Đức cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với đối tượng Văn Thị Mai, trú tại thôn 2, xã Ea Hu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện Tuy Đức nhận được tin báo của bà Trần Thị Xuyên, trú tại thôn 4, xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản gồm một túi sách màu nâu bên trong có 4 nhẫn vàng, có khối lượng 5 chỉ và hơn 2 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân với tổng giá trị tài sản mất gần 30 triệu đồng. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đắk Búc So đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm huyện để điều tra, xác minh vụ việc. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã xác minh và bắt được Văn Thị Mai là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà Xuyên khi đang lẩn trốn tại huyện Đắk Min. Cơ quan công an huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đang truy tìm các đối tượng có hành vi ném bom xăng vào nhóm người đang ngồi ăn uống bên đường, khiến hai người bị bỏng. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 22 giờ ngày 23 tháng 4, một nhóm người đang ngồi ăn uống tại nhà ông Lê Bá Danh, thôn 5, xã Đắk Huyên. Lúc này, có một đoàn xe máy khoảng 14 người chạy qua với tốc độ cao. Hai đối tượng đi xe máy dẫn đầu đoàn xe này đã cầm theo bom xăng được đốt lửa sẵn, ném thẳng vào phía nhóm người đang ngồi ăn uống tại nhà ông Lê Bá Danh. Quả bom phát nổ, lửa bùng lên dữ dội và bén vào những người đang ngồi ăn uống. Theo camera an ninh của một hộ dân gần đó ghi lại, sau khi bị trúng bom xăng, có hai người bị lửa cháy vào quần áo. Một số người khác đã nhanh chân chạy thoát khỏi đám cháy. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!